Hai, xin chào các bạn. Hôm nay đá quý của thiên nhiên Nguyễn Quân thì vlog cái này để tâm sự về cuộc đời của cái viên đá chủ mà Quân đeo suốt một cái thời gian, và nó làm thay đổi Quân, đưa Quân đến với cái sự yêu mến cái nghề mới là làm đá thiên nhiên. Thì đây là một cái viên đá rất là đặc biệt, rất là may mắn cho Quân nhiều lộc ăn. Rồi Quân yêu thích cái đá quý thiên nhiên cũng lâu rồi, và có một cái dịp để mà trải nghiệm nó thì thấy nó đưa đẩy mình đến những cái điều rất là may mắn. Và thật sự là may mắn nhiều thứ chứ không phải là chỉ trong cái đá thiên nhiên nữa. Thì để cảm ơn cho cái điều mà thiêng liêng đó đó, thì quyết định làm cho em ấy. Viên đá chủ giác tận trở thành một cái viên đá chủ giác soạn. Rồi sau đó đó là Quân đưa cho cái liên kết cao cấp của QNG Remium, thì Quân tạo ra cái kiểu nhẫn này. Đây là một cái kiểu nhẫn nam đơn giản, và trong tương lai sẽ dành cho tất cả các thiết kế của những cái viên đá màu nâu, viên đá màu cam, những viên đá màu ruby, màu đỏ, gan hết này thì bảo đảm rất là đẹp. Chúng ta cùng xem nhé. Đây thì tổng quan là quay tới bên luôn thì ai cũng thấy ở mặt trước rồi, còn ở mặt đáy thì sẽ có ngày tháng năm sinh và tên của cái dòng sản phẩm. Ví dụ như Quân có QNC Premium thì sẽ có một cái bộ kế đến đó là ngày tháng năm sinh của chiếc nhẫn này, là ví dụ như là ngày 10/7/2020 là hôm mới vừa chọn chiếc nhẫn này đeo ngày hôm nay, thì bên liên kết Quân sẽ khắc chuông cái đó. Còn về design của nhẫn thì rất là tinh tế phải không ạ? 6 viên soạn Monisai nha các bạn. Tí nữa Quân sẽ quay thêm một cái đoạn clip ngắn có plus cho các bạn xem về bộ design như thế nào ha. Rồi chúng ta cùng xem qua cái chiếc nhẫn này ha. Đây là cái mặt ngang của nó và mặt đáy cuối cùng ở dưới đó của nó. Thì Quân chọn cái giải pháp là tất cả các nhẫn của Premium, dòng Premium sẽ có giác lồng hết. Và giác lồng này giúp cho cái ngón tay dễ thở hơn. Thứ hai là nó êm tay hơn đó. Và ở cái dòng này á, thì tất cả sẽ làm dày đặc chứ không có làm theo những cái phương pháp cũ, đó là làm tiết kiệm như ở cái gói QNG Basic. Quân sẽ không làm như thế. Những cái Basic mà Luxury á, là Quân sẽ dành cho phân khúc các bạn trẻ và các bạn teen, các bạn muốn tiết kiệm tối đa. Thứ hai nữa là những cái dòng đó là Quân sẽ lên bạc 925, từ review thì Quân sẽ dùng bạc 950 và phủ một cái lớp bóng bảo vệ tối đa. Chúng ta cùng xem qua ha. Thì do chiếc này của Quân là Quân lên vàng luôn để Quân đeo luôn. Đây là cũng là một cái ngày kỷ niệm, nếu mà Quân quyết
quyết định là Quân mua máy, sắm máy, rồi Quân làm với nghề đó, thì Quân cũng chế tác đá tại nhà sơ sơ rồi. Thì Quân chia sẻ thêm một chút xíu về cái ý tưởng này là ở cái giác lòng của QNG Remote Ministry á, thì cái dòng này Quân sẽ có cái logo của QNG ở dưới đáy. Trong thời gian sớm nhất Quân thiết kế xong, Quân sẽ đưa nó vào và áp dụng cho tất cả các nhẫn mà có giáp, gọi là có giác lòng. Rồi video cũng đã sắp hết thời lượng, thì Quân dành đó là 5 phút để nói sơ và tâm sự về cái viên đá chủ này. Còn video kế tiếp Quân nói vô video này á, thì tầm khoảng 1 phút hoặc là nửa phút để mà Quân quay để khoe nhẫn và khoe viên đá cho các bạn xem ha.